xác định luôn là ba đỏ nhá. Round này sẽ là ba con tơ đỏ. Chuẩn bị rồi một bên. Zone à, ok. Sang bên phải, à sang bên phải đi. Phải ở đây, phải. Phải trên bàn phải. Dấu hiệu nhận biết được gì nhờ round Dystopia này sẽ là ba con đỏ bởi vì có một mới y tá. Rồi. Đó. Còn nếu mà gì nhờ còn nếu là gì nhờ full ba con tơ xanh thì sẽ là gì nhờ một đống gì nhờ hun level 1. Hun cấp thấp, còn nếu mà gì nhờ hun tiến hóa là vừa xanh vừa đỏ. Đấy, lúc đấy cực kỳ mệt. Đấy, như tôi đã nói, ba con đỏ. Sang phải á. Dồn đi, dồn đi. Sát góc đứng sát nhà đứng sát cạnh bên tường này, bên này này. Rồi. Bởi vì đến đoạn này chỉ có chỗ này là đến lúc thi chuyển chiêu thức này chỉ có chỗ này là không bị ảnh hưởng. Ông đứng áp sát bên này này, bên phải này này. Xong rồi biết đường mà né. Đó này. Rồi Khánh. Kiến dụ lên này. Áp sát vào. Rồi xuống tí không thùng thuốc súng. Ship. Có máu rồi lấy máu đi. Thôi khỏi cần xử lý luôn đi. Rồi. Bóp bên trái. Một hòm mimic ở đây. Xem có được gì, không được cái gì cả. Nó đã hết mạng trước. Đúng game này lại... Ôi ông cánh rồi. Okay. Nhà MG level 8 lấy luôn. Không kịp. Ui 65% à? Ảo nhỉ? Mẹ ông có thăm được gót mà. Ờ cũng đúng. Tụi có thăm được gót rồi đấy. Có băng không? Có băng ngay. Từ từ tôi băng trước. Thôi khỏi đi, có băng không? Băng tiếp này. Dồn ra. Rồi. Bây giờ lo mà né mình. Mấy cái quả này của nó đi chứ không mệt lắm. Ô vãi trưởng. Cái này cứ đi vòng vòng là tránh được mà. Ok. Rồi. Sola đây. Cháu Mi nhá. Đi vui vẻ không? Đau lưng. Là bao? Đấy cả đau lưng. Anh ơi, anh nghĩ xem ba cái hộp cơm mà hộp nào hộp đấy đầy nhóc. Một bì canh mà bỏ vào trong ba lô em xách từ ở dưới cọng banana mà đi lên trên chỗ cái chùa gì ở trên chỗ cấp treo á. Đi cấp treo dài lắm ấy, phải đi hai đợt cấp treo mới tới nơi. Cấp treo sao nghe như kiểu banana hưu ấy nhá. Banana đấy, em đi banana mà. Lộn. Không mà kiểu anh biết như thế nào. Bậc thang nó dài quá, nó dốc nữa, thành ra đi nó mệt. Ok. Nói chung là sau hai ngày ló mặt vào cái Đà Nẵng thì chợt nhận ra là vừa vui vừa mệt. Vô cùng hiểu. Hiểu vấn đề. Bỏ box vào. Bỏ box vào. Hai ngày rồi không chơi. Level 9 chơi không đụng mấy tên. Level 9 MG 9 kìa Khánh, lên đây mà lấy. Để kiếm bằng 1%. MG mắc. Xin luôn. Cái này. Bú luôn, mắc thì phải bú vội. Một cái mẹo cho ông như thế này. Tức là gì nhỉ, thấy súng mà gì nhỉ con. Cái cần quan tâm ấy, là gì nhỉ, chỉ số của súng level 10. Còn là gì nhỉ, level bao nhiêu cứ mạnh hơn mà tạm. Rồi. Ok, hiểu.
cứ mạnh hơn mà táng thôi. Thank you.